anh là chuẩn soái vương, vương chuẩn soái vương, vương thích màu xanh quất mâu hưởng soái vương, vương chuẩn soái vương, đụng đến anh là không nhân nhượng, vương là soái vương sướng vãi. Sướng vãi. Là soái vương sướng vãi. Sướng vãi. Là soái vương sướng vãi. Đến anh là sẽ bị cương, đụng đến anh là không nhân nhượng. Thế nên anh là chuẩn soái vương, vương. Đụng đến anh là sẽ bị cương, đụng đến anh là không nhân nhượng. Thế nên anh là chuẩn soái vương. Là soái vương sướng vãi. Là soái vương sướng vãi. Sướng vãi. Là soái vương sướng vãi. Sướng vãi. Là soái vương sướng vãi. Anh là chuẩn soái vương, vương chuẩn soái vương, vương thích màu xanh quất mâu hưởng soái vương, soái vương, đụng đến anh là không nhân nhượng, vương là soái vương sướng vãi. Sướng vãi. Là soái vương sướng vãi. Sướng vãi. Là soái vương sướng vãi. Anh là sẽ bị cương, đụng đến anh là không nhân nhượng. Thế nên anh là chuẩn soái vương, vương đụng đến anh là sẽ bị cương, đụng đến anh là không nhân nhượng. Thế nên anh là chuẩn soái vương. Là soái vương sướng vãi. Sướng vãi. Là soái vương sướng vãi. Mày đừng nghĩ tao không dám làm cái gì. Tao là cung bộ cạp.
điều này này. Cái đấy là lý do cũ xịt em ạ. À, những cái lý do như thế này ấy, nó đều là cũ xịt hết em ạ. Để anh kể nếu như mà lý do nào nó trùng hợp với những lần trên tay em có, chúng ta nên xem xét lại. Một là anh ơi em đang bận lắm. Hai là anh ơi em đang stress lắm. Ba là anh ơi anh không hiểu được em. Bốn là anh không biết gì cả, đây là áp lực từ chỗ khác. Năm là anh không còn yêu em nữa. Cái lý do đấy người ta gọi là lý do cất bỏ. Bởi vì nó chỉ là lôi ra để làm lý do thôi em ạ. Nên là anh khuyên em á, bảo bạn ấy có yêu thì yêu, không yêu thì cút. Trả dép cũng về, trả dép cũng về. Ok, ngồi đây lâu, học nóng lắm rồi. Bây giờ còn đéo có điều hòa nữa. Chấp nhận như vậy đi nhá. Nên là chúng ta cố gắng mà có một cái tình yêu nó trong sáng hơn đi.
Đôi khi tôi vô tình nhìn thấy anh vô tình đi rất nhanh, trái tim rung động theo từng câu hát lấp lánh, những ánh đèn chiếu xung quanh, tôi thấy mình trong mắt anh, nhưng có lẽ anh không nhận ra. Tôi muốn nói anh nghe những tâm thương của thế giới ở ngoài kia, anh có biết không? Tôi muốn nói ra hết nhưng lại sợ mình không thể đi cùng nhau, sợ người vô tình lạc mất.